các bạn nha. Hôm nay mình đi làm về sớm, mình định chạy xuống chợ Thịnh Phát để kiếm chút hải sản về tối nay mình làm cơm tối. Hiện hồi nữa khi mình tới chợ, mình sẽ quay cho các bạn coi cái quầy hải sản của trong chợ. Với mình cũng muốn mua mấy trái cây về ăn, nhất là nhãn Hawaii. Nhãn Hawaii rất ngon, còn có cây hơi mắc. Hiện hồi tới đó mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Trời chiều hai bên đều kẹt xe, mỗi lần kẹt xe là thấy nó thâm thẳm. Vậy thì mình hãy làm cho nó lẹ lên. Ok các bạn, bây giờ mình đã tới chợ Thịnh Phát rồi nha. Ok, bây giờ mình vào trong nha. Ok các bạn nha, bây giờ mình bắt đầu rửa cua và oyster. Thấy cái này cũng không cần phải rửa sạch nữa, mình rửa sơ sơ thì mình nấu nó thôi, luộc hấp đó. Kiếm được mấy con, như được 10 con oyster và một con cua. Thì vợ chồng mình ăn cũng không có nhiều, chỉ nhỏ con thì ăn ít thôi. Đây con cua nó cũng còn ngáp ngáp các bạn ơi. Đây là cua Canada. Con này như
cũng ký anh ký cũng bự ha, bự chà bá đó. Nguyên bàn tay mình nó bự hơn bàn tay mình luôn. Ok, mà bây giờ mình quyết định hấp bia nha các bạn. Ok các bạn, bia mình hấp với nó là bia Coors Light. Bia Coors Light, ok. Mình sẽ hấp cho nó một lon bia. Uống đi cua, uống nhiều vô hồi tao uống mày. Ở đây cái gì cũng có nha các bạn, nhãn, tôm chôm, mắm cầu, mắm cụt có nhưng mà nó hơi mắc thôi. Giờ ở Mỹ cái gì cũng có, mắm muối, ba khía, everything có mọi thứ. Sao bây giờ mình đem bỏ tủ lạnh cho nó lạnh lạnh nó mới ngon. Bây
về đến lúc mình phải làm mấy món ăn giả chiến nha các bạn. Nhiều đi làm về mệt mỏi không có thời gian thì mình làm những cái món giống như đơn giản thôi, làm giống như là trứng chiên, lạc xưởng, những món giả chiến lẹ, đánh nhanh rút lẹ, phải không? Ok, bây giờ mình nhận lửa lên nha các bạn. Còn ở đây cua của mình nó cũng đang sôi lắm rồi các bạn ơi. Sao mà bỗng bật cua với oyster. Mình nghĩ cũng chắc xong rồi, khoảng chừng 2-3 phút nữa là xong. Đó, mình chờ lại thì mình chiên trứng nha. Ok, khi chảo nóng lên giờ mình cho một tí dầu. Tí thôi, đừng ăn nhiều dầu quá nóng tốt. Ok, giờ mình đổ vô,
Vậy cho nó đều lên. Có trục trặc kỹ thuật một chút các bạn ơi, lúc mà mình đang quay phim đó, mẹ mình và cậu mình gọi vô cho nên máy nó ngưng, nó không có quay. Có món này ăn cũng ngon lắm nha các bạn. Ok, phần trứng giờ là xong. Mình cho trứng qua một bên. Giờ lạc xưởng mình không có chiên các bạn, mình chơi kiểu mới là mình luộc á, mình luộc nó dưới nước tương thì nó rất là ngon, ăn một lần rồi sẽ biết. Cái này là mình học của mẹ mình làm lạc xưởng luộc ngon lắm, không chiên. Đây, oyster cũng đã mở nắp. Thơm quá. Quá thơm. Thấy oyster cũng mở nắp luôn rồi. Đây, bây giờ mình tắt lửa. Mình tắt lửa nha các bạn. Ok các bạn, thì cũng đúng lúc là mình vừa làm đồ ăn xong thì vợ mình về. Thì giờ gia đình mình đang bày đồ ăn ra. Hai đứa nhỏ thì đang ở bên nội, nó chơi. Thì hai chồng mình giờ đang bày đồ ăn ra nè. Giờ chỉ đi chợ một chút đó, giờ có bao nhiêu đồ ăn đây. Hai bé bạn, mình cũng mới vừa đi làm về. Thì mình vừa về tới nhà này thấy ông xã đã nấu đồ ăn xong.
chôm nè mấy bạn, mới chôm chôm chóc ngon chưa? Tươi ngon. Bây giờ ở Mỹ cái gì cũng có bạn ơi, đầy đủ mắm tép. Hôm nay bán chôm chôm 99 cent là quá rẻ.